Chào toàn thể các bác làm thợ đánh xuyên đêm nhé. Trích thì hôm qua ở miền Bắc mình thì không biết khe các bác có đi không, nhưng đây móm toàn tập anh ạ. Đúng con vòng đỏ rồi. Nó phải dừng xong nó đi ở cái loạt gió Bắc này anh em này. Đấy, con chim bao giờ cũng thế. Thì thấy báo là hình như là ngày kia mà gió Bắc về thì con chim nó mới theo gió nó chạy anh ạ. Chạy gió nó lạnh. Còn con chim này mà cứ thời tiết mà nóng như thế, càng nóng đánh càng cũng là được anh ạ. Đấy, còn về bên cơ sở nhà em thì vẫn chuyên cung cấp những cái dòng lưới đánh chim đêm. Đặc biệt là thời điểm này thì đang bán mạnh về cái lưới đánh cúc biển này anh em này. Đấy, lưới cúc biển thì có loại 5 diềm 4 túi và 6 diềm 5 túi anh ạ. Con chim thì nó có đi hay không thì biết ngay, đánh đêm giờ làm ngủ đây anh ạ, lắp chuông các kiểu. Đấy, nhưng mà đây là con chim đọng đồng thôi, đọng đồng bắt được thì chim nó không xô phát là mình nắm bắt được ngay anh em. Nó đi phát là cái tầm khoảng 11 giờ đổ ra này lẻng xoẻng rồi anh em, tầm này thì nó không có. Đấy, sáng thì xem có con nào đọng đồng này vớt lên để đánh nhưng mà cũng không có anh em. Giờ đi quấn lưới quấn niếc các kiểu soát hết các mặt lưới, không nào đâm dưới chân giường con giếc không anh ạ. Còn sâm thì khả năng cùn hết thuồng rồi anh ạ, ba hôm mà không được. Đồng nó xấu lắm anh ạ, đây đồng thì tận dụng cái mặt nước của cây dưa này để đánh nhưng mà không thể đánh được anh ạ. Có chim nó không xuống, còn ở trên đập trên kia nó mấy chục hát ta thì khả năng là sâm nó đã đọng đấy đầy rồi nhưng mà nó không xuống anh ạ. Mặt nước thì anh em thấy là nó chỉ xét xẹt ở rãnh, đâm ra đánh không được, nó phải trắng băng hết cơ. Tối chuyển tiếng sáng sớm này có cái tiếng bật đồng này đánh hoặc là chập tối hay em hay bật một nhịp. Ví dụ như con chim nó đâm vào lưới nó văng ra hoặc là nó xả xa thì nó nghe cái tiếng nạ nó đâm lên. Không có chim anh em, hôm nay xịt rồi. Vạc thì được may gỡ được con vạc, được 4 con vạc anh ạ. Cái kia ông cụ kia lại lên sát lưới rồi. Trên đầu có một ông đánh trên chỗ khe đỉnh trên, trên đập chủ nhà đấy luôn, nó ra là khó. Đầu vụ đã xin đánh trích đánh sâm đấy rồi, người ta cho rồi nhưng người ta sau người ta lại đánh anh ạ. Thì sẽ chỉ đánh cái tay lưới đấy, nó lát thì là người ta bỏ thôi. Còn cặp loa đánh thì em vẫn đang sử dụng cặp loa 10. Chim cò này chán chết anh ạ. Còn bản tiếng chuẩn thì đang sử dụng cái tiếng này này anh em này. Tiếng chuẩn này đang lên tiếng này. Này đánh thì cũng không có rớt ở đồng đâu nhỉ. Về bạn bị bắt rồi. Ông kia này cháy chắc cũng cháy rõ rồi. Thấy đi xoát lưới nhanh lắm. Này không còn chim rồi. Một cuốc biển này nhé. Thôi tổng kết đây, vào đây anh em.